Ở tập trước, ban giám khảo đã có những tranh cãi nảy lửa trước những mẫu thiết kế độc đáo và ấn tượng. Em vẫn thấy là nó có sự sang trọng. Anh thì lại không có đồng ý với ý kiến Hồ Thùy Tiên. Cái này mình chỉnh dậy được mà, không phải chỉnh được. Nhưng mà em tại sao mọi người lại cùng nhau chì chí em như vậy? Do quá yêu thích thiết kế Hồ Việt, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên cũng đã sử dụng tấm vé ưu tiên duy nhất của mình để cứu thí sinh Quỳnh Thành Phát. Thì hãy hồi tiếc cho bạn nên là Tiên sẽ dùng vé ưu tiên của mình cho bạn. Wow. Dạ, cảm ơn. Trong tập 2, những mẫu vương miện đầy tính sáng tạo sẽ tiếp tục được trình làng với ban giám khảo. Liệu thí sinh nào sẽ có thể bước tiếp cùng chương trình? Tất cả sẽ có trong tập tối nay. Thí sinh tiếp theo ạ. Em tên là Trần Minh Lân, em sinh năm 1998. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Bộ sưu tập của em ngày hôm nay em mang đến đây đó là khát vọng. Hình ảnh những người phụ nữ trong từng giai đoạn trong lịch sử và hiện tại đó là nguồn cảm hứng của em. Bộ sưu tập này em mang đến những hình ảnh như là chim hạc và cây lúa, bồ câu, cây lúa em thiết kế và cách điệu xen kẽ tạo nên cảm giác mềm mại cho vương miện. Chim hạc cứng cáp và luôn hướng lên phía trước, nó thể hiện sự cao quý, luôn hướng về những điều tốt đẹp. Và hình ảnh bốn chú chim bồ câu em muốn gửi gắm đó là đức tính của người phụ nữ Việt Nam, công dung ngôn hạnh, và nó cũng là hình ảnh đại diện cho sự hòa bình trên toàn thế giới. Và hình ảnh chính của bộ sưu tập lần này đó chính là viên đá quý chính giữa, đó là hình ảnh ẩn dụ cho trái tim của người phụ nữ Việt Nam, của một trái tim khát vọng, kiên cường và đầy phi thường. Cảm ơn bạn. Bây giờ mình cùng nhau vote nha mọi người. 1, 2, 3. Trời ơi, tại sao lại chỉ có mình chị với Long mà cũng không làm được gì? Chị thấy vương miện này rất là đẹp luôn. Có điểm nhấn là cái viên ruby đỏ ở chính giữa, thấy là rất là quyền lực. Mặc dù là không có logo của Miss Grand gì hết, nhưng mà khi chị nghĩ là khi cái vương miện này chế tác nên một cái tác phẩm á, thì khá là hoành tráng và nhìn nó rất là mạnh mẽ và sang nữa. Cho nên đó là lý do mà chị chọn. Nếu mà cái vương miện này nếu mà làm ra ngoài thực tế thì anh nghĩ sẽ rất là đẹp. Anh chỉ bị băn khoăn một cái là những cái chú chim bồ câu của em á, để mà làm được bên ngoài mà nó tỉ mỉ vậy thì cũng rất là khó và đòi hỏi kỹ thuật cao, đúng không chị Nga? Làm được á, làm nhưng được có lòng. Em nghĩ là cái vương miện này nếu mà làm ở ngoài thực tế sẽ lên rất đẹp. Thực ra mình thấy là vương miện này cái shape thì rất là đẹp, nhưng mà cái cách phối màu thì không biết sao chị cảm thấy là nó hơi quá nhiều màu sắc sặc sỡ. Em thì em không thích cái đường lúa ở bên trong á, kiểu ý là nhìn cái cảm giác cái đường lúa ở xen kẽ ở bên trong vòng á, cảm giác nó hơi rối và nhìn nó cảm thấy là cái bề mặt của cái vương miện nó hơi rối rắm, xen kẽ với các cái đường thẳng chính cái khối dính giữa của cái bản vẽ. Đó là lý do tại sao mình không chọn. Em biết không, mấy cái đường mà lúa bên trong mà em nó rối rối á, là mình có thể đính đá màu vàng được, đẹp lắm luôn á. Đá màu vàng nó lên là long lanh, nó đẹp ghê gớm lắm. Chị Hoàng Thanh Nga có xài vé ưu tiên hay không? Một vé của chị dành cho em. Rồi, xin chúc mừng bạn Trần Minh Luân nhận được vé ưu tiên từ chị Nga. Tôi có sử dụng một cái quyền ưu tiên của tôi, lý do là cái thiết kế của bạn đó quá độc đáo, rất là đẹp. Và tôi nghĩ là rằng chỉ cần có thể chỉnh sửa một chút nữa thôi, một chút xíu thôi, thì cái thiết kế đó có thể có tính ứng dụng rất là cao. Chú rồi bạn khóc. Rồi, chúc mừng em. Ôi, trời, bạn rất là xúc động luôn á. Quá trời. Em nhận vé ưu tiên từ chị đi. Có fan của em. Dạ, em cảm ơn chị. Miss Grand Venom. Dễ thương quá. Con xin chào ban giám khảo, con tên là Trương Gia Lạc, con hiện tại đang học tại trường Trung học cơ sở Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. Cấp 2. Và với tác phẩm con mang đến Miss Grand Việt Nam là mang tên gọi Liên Sắc. Chiếc vương miện liên sắc của con được lấy ý tưởng từ loài hoa sen. Hoa sen cũng chính là một trong những loài hoa mặc dù mọc lên từ bùn đất nhưng khi nở rộ lại khiến cho bao người muốn chạm tay đến. Cũng giống như người phụ nữ Việt Nam ta muốn
chạm được đến ước mơ và thành công của mình. Phải trải qua những thử thách, những khó khăn. Yes. À, Gia Lạc học lớp mấy? Dạ, con đang học lớp 8. Wow. Nhỏ hơn con gái của cô Nga luôn. Tôi đặc biệt là ấn tượng là có những thí sinh rất trẻ tuổi, rất là đam mê cái đẹp và tự mình thiết kế những cái bản thiết kế cũng rất là ấn tượng đưa đến với cuộc thi. Wow. Trời ơi. Con bao nhiêu tuổi? Con bao nhiêu tuổi vậy con? Xin chào ban giám khảo, con tên là Nguyễn Thái Anh Dũng, sinh năm 2011. Rồi hôm nay bé 12 tuổi. Em tên là Bình Minh. Em sinh năm 2007 và em đến từ Thủ Đức ạ. Dạ, xin chào tất cả các ban giám khảo. Em tên là Tường Vi. Em sinh năm 2007 và em cũng đến từ thành phố Thủ Đức ạ. Ủa, hai em là bạn bè hay là... Dạ, tụi em là bạn bè học cùng lớp ạ. Rồi làm sao mà chia giải thưởng được? Chia đôi hay sao? Chịu không? Dạ chịu, dạ chịu. Năm nay thì có rất nhiều các thí sinh nhỏ tuổi xuất hiện và điều đó làm cho chúng tôi bị sốc. Các em, các cháu rất là hồn nhiên và tự tin trên sân khấu để trình bày những cái ý tưởng của mình. Vương miện của chúng em được lấy từ những vẻ đẹp tinh túy nhất của đất nước Việt Nam. Thì trọng tâm ở đây mà chúng em muốn nhắc đến đó chính là hình ảnh cô gái đứng trên đóa hoa sen. Và em tin tưởng rằng đây chính là một phiên bản vương miện rất là độc nhất. Bởi vì nó vừa toát lên sự sang trọng và nó vừa toát lên một cái gì đó rất là quyền lực. Năm vương miện, hoa hậu và các á hậu đều có điểm nhấn ở giữa là hình của mặt trời tỏa sáng, tượng trưng cho những cô gái tỏa sáng như ánh mặt trời, chiến thắng bản thân mình và chiến thắng cuộc thi. Chị bé Nguyễn Thái Anh Dũng là quá dễ thương, làm chú Nam gợi nhớ tới hình ảnh của chú hồi nhỏ. Cũng dễ thương rồi đẹp trai. Anh ơi thôi được rồi, anh đừng có sợ, đừng có thấy sang quá hoàng làm họ. Thiệt, hồi nhỏ là anh Nam như vậy rất là mê nghệ thuật. Chú Nam có thi cái cuộc thi nặng tượng ở trong trường hồi lớp 3, lớp 4. Chú Nắng Mỹ Nhân Ngư và chú đạt giải nhất bằng đất sét luôn đó. Cũng nhìn thấy đâu đó hình ảnh của tuổi thơ của mình với những cái niềm đam mê và những cái gọi là cái sự mạnh mẽ của mình khi mà muốn thể hiện bản thân. Và rất là khen cho anh Dũng là hôm nay lên trình bày rất là tự tin, đúng không? Còn hơn các anh chị trước đó nữa. Các anh chị trước đó là rất là hồi hộp, nhưng mà con cái phong thái này là điểm 10 luôn đó. Thấy mình nó rất là đẹp, nó vừa có sự mảnh mai uyển chuyển mềm mại mà nó vừa có cái sự quyền lực cứng cáp ở bên dưới, cái sự dày dạn ở cái chân đế vương miện và những cái sự mỏng manh ở phía trên thì nó kết hợp, nó hài hòa. Nếu như mà từ cái bản thiết kế này mà có thể ra một cái vương miện thực sự á thì cô nghĩ là có thể là phải chỉnh sửa nhiều lắm á con. Nhưng mà ý tưởng và con còn rất là baby, rất là dễ thương thì cô nghĩ là còn phát triển rất là dài. Cảm ơn cô. Em anh chị này, mới muốn em vẽ, em phải vẽ rõ cái phần highlight với là phần sơ đồ. Em vẽ rất là chìm á, không có một cái gì nó nổi lên ba cái nhánh đó. Em lại gần ba nhánh đó anh chị, cho em thấy không? Ba nhánh đây em liên kết vô cái gì, tức là em để nó ở trong không trung rồi nó dính vô cái gì. Anh ơi, người ta có 2K7 thôi, anh dồn dập quá, em ngồi đây em còn sợ nữa à. Tiền không chấp nhận tính cách cọc cằn đó con Đỗ Long với những thí sinh vô cùng nhỏ tuổi như vậy. Trời ơi, nói với cái con mình ở dưới mình ngồi mình còn sợ đó. Trời đất ơi, mới lớp 10. Tức là em vẽ phải có cái những cái sự liên kết, đúng không? Và tại vì mình nhìn đó nó bị rất là vô lý, giống như tiền nó lơ lửng trên không trung vậy. Ý anh kêu là cái đó nó không có dính nhau á, em thông cảm nha anh. Tính tình hơi cọc cằn á. Em đừng có sợ nha. Tôi nghĩ là những cái mầm non, những cái tài năng và tương lai trong lĩnh vực thiết kế, và chúng tôi cũng đã tạo nên những cái cơ hội và những sự khích lệ cho những trường hợp như vậy để có thể được đi tiếp. Con tự vẽ cái này là con quá giỏi luôn. Cô vote cho con vì cái sự đáng yêu và tự tin đó của con. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Đã anh Nam nói câu nào? Đã anh Nam nói cái gì mà như vậy mà không lựa chọn là trái tim lùn, trái tim mát độc xoay lại rồi. Đã anh Nam vô vậy rõ ràng luôn. Không, đưa nhầm. Không. Để tặng đến cái sự kịch tính cho show. Chúng tôi không chấp nhận ý kiến này của anh Nam. Dạ, em xin chào tất cả ban giám khảo. Em tên là Nguyễn Đắc Lộc, hiện tại em đang sinh sống tại Đồng Tháp. Và sau đây em sẽ trình bày phần thuyết trình của tác phẩm của em.
tác phẩm của em được lấy hai màu chủ đạo, đó là màu đỏ và vàng, được lấy cảm hứng từ quốc kỳ Việt Nam. Khi nhắc tới đất nước Việt Nam xinh đẹp thì không thể không nhắc tới đất nước có một hình dáng vô cùng đặc biệt, đó là hình chữ S, được ví von như con rồng uốn lượn trên không trung. Và em đã sử dụng bản đồ Việt Nam để đưa vào chính giữa vương miện nhằm quảng bá cái bạn bè quốc tế biết nhiều hơn về đất nước Việt Nam. Lúa là giặc cuối cùng em sử dụng để góp phần hoàn thiện cái tác phẩm đầy ý nghĩa này của em ạ. Dạ em xin cảm ơn ạ. Em đã ở trên nhỏ ở trên màu xanh đó là gì em? Dạ được hình ảnh như về Việt Nam như là một con rồng uốn lượn ngậm đang ngậm ngọc của anh. À, rồng ngậm ngọc. Cô em sẽ hỏi là có bản đồ sao không có Hoàng Sa và Trường Sa? Em đã sử dụng búp sen làm hình ảnh ẩn dụ cho Hoàng Sa, Trường Sa kế bên đó chị. Nhưng mà bản đồ Việt Nam mà em đối xứng lại bên đây đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Đó là một điều tối kỵ. Em đã vi phạm về mặt tư tưởng. Nhưng mà bản đồ Việt Nam mà em đối xứng lại bên đây đúng không? Đúng rồi, bị đối xứng lại rồi. Dạ đúng rồi ạ. Đó là một điều tối kỵ. Em đã vi phạm về mặt tư tưởng. Em không được phép sử dụng bản đồ tổ quốc á, dưới dạng là em lật ngược, lật xuôi hay là em sẽ rotate nó lại như vậy, vì nó làm biến dạng đi cái hình hài. Đối với mọi chính thể hay là mọi quốc gia thì chúng ta cũng phải nhớ đến những cái điều tối quan trọng như là bản đồ của đất nước, thì đó là một cái niềm tự hào của cả một dân tộc, thì chúng ta sẽ không được thay hình đổi dạng, bóp méo hay là lật xuôi, lật ngược nó. Mặc dù em đang làm đối xứng thì anh nghĩ rằng là em chỉ nên dùng duy nhất một mà thôi. Dạ cho em xin phép, dạ là em có chỉnh sửa lại rồi, là em chỉ dùng một bản đồ thôi nhưng bên edit làm chưa kịp cho nên lên thành không được á anh. Em phải lưu ý vấn đề này nha. Dạ dạ em có về mặt nguyên tắc đó là mình phải bất di bất dịch, mình không có quyền thay đổi và làm méo mó nó. Về mặt thiết kế, về mặt sáng tạo bay bổng thì chúng ta không có giới hạn, tuy nhiên có những điều nó buộc phải có giới hạn và nó phải nằm trong tính quy củ mà bắt buộc chúng ta phải tuân theo. Bây giờ mình sẽ vote nha mọi người. 1 2 3. Một sự đồng ý từ chị Nga thôi. Dạ em cảm ơn ạ. Dạ vâng, em Kimberly Hoàng, xin chào tất cả quý vị anh chị. Em đến từ thành phố Huế và hiện tại là em đang là thiết kế và quản lý sản xuất ngành kim hoàn, bạc vàng ạ. Tác phẩm của em tên là Thiên Hoa Việt. Khi mà em thiết kế sản phẩm này, nó sẽ là sự hòa quyện của thiên địa nhân. Thiên địa ở đây là các yếu tố của tự nhiên, đất trời ban tặng cho vùng đất của Việt Nam. Và nó sẽ hài hòa giữa mặt trời, những cánh chim, đất nước. Có thể là diễn tả hơi sâu xa. Khi mà đi sâu vào những cái hình ảnh tầng tầng lớp lớp, nó sẽ biểu hiện một cái bề dày lịch sử, văn hóa của Việt Nam của chúng ta. Trong cái hình ảnh này có những cái tầng tầng lớp lớp, những cái cánh chim nó bay cao, bay xa. Và cánh chim này nó gần giống như một ngọn lửa, một ngọn đuốc không bao giờ ngần nghỉ. Bên cạnh đó thì khi mà những cái cánh hoa ở đây á, là những cái đại diện cái sự nảy mầm. Và cái chất liệu khi mà dùng sản phẩm này thì em nghĩ là đến vàng 18 luôn, 8 phần 1 là 9, một cái sự tròn trịa. Và bên cạnh đó thì mình dùng kim cương nhân tạo và đá lục bảo. Thì em xin phép ngắn gọn là như vậy, cảm ơn quý anh chị. Khi mà bạn bước lên sân khấu với một cái nạn nhưng mà bạn cực kỳ tự tin, bạn đã thuyết trình cái tác phẩm của mình bằng cả trái tim nhiệt huyết và yêu nghề. Mi thực sự rất ấn tượng với Kimberly Hoàng. Cảm ơn phần trình bày của bạn Kimberly Hoàng. Bây giờ mình sẽ cùng nhau vote. 1, 2, 3. Xin chúc mừng bạn và đã nhận được 5 sự đồng ý từ ban giám khảo. Sau cái cuộc thi này tôi nghĩ là chúng ta sẽ có được cả một cái collection, những cái bộ sưu tập vương miện rất đẹp, mình có thể sử dụng cho rất nhiều những cuộc thi hoa hậu sau này nữa. Thì em lấy biểu tượng từ những cái mão đội được in trên hoa văn của trống đồng Đông Sơn được khai quật lên. Tên vương miện là em muốn là The Eternal Crown, có nghĩa là vương miện vĩnh cửu. Cái sự vĩnh cửu ở đây thể hiện được là một cái sự trường tồn hơn 4.000 năm của nền văn minh lúa nước Việt Nam. Nhìn mình gợi tới hình ảnh của giống như là Lạc Long Quân với ông Mẹo Cơ. Đúng là nó mang đậm yếu tố truyền thống. Nhìn vào thì mình nghĩ ngay đến Việt Nam. Trúc Linh của em là linh hồn Việt, lấy hai hình ảnh chính là tre và chân vương để đề cao vẻ đẹp của sức mạnh và ý chí. Cái trái tim em chọn là cái viên đá sapphire màu vàng, tượng trưng cho cái trái tim vàng son, chung thủy, một lòng yêu hòa bình. Thì khi mà cái ngọn lửa đốt lên á, thì trái tim đó vẫn vẹn nguyên và được ghi danh muôn đời. Tức là cái thiết kế của em anh cảm thấy rất là hài hòa, rất là đẹp. Nhưng mà đi cái chữ Made in Việt Nam thì anh không thích.
Tại vì để phần đục ra anh thấy nó hơi gọi là hơi bị lu chỗ đó quá. Em lại thích cái chỗ đó ừ, nha, ấn tượng cái chỗ em đó em lại không thích cái chỗ đó. Ủa vậy hả Suki? Nó là cuốn sách mở nhưng mà nó có hòa nhưng mà nhìn chị không biết có phải ý đồ em là như vậy không, nhưng mà chị nghĩ nó là một quyển sách mở. Đúng rồi, em cũng giống như là mình nha. Nói về lịch sử đó. Dạ. Đây là lịch sử của đất nước mình, đây là một cái quyển sách lịch sử đó. My rất là thích ý tưởng cây tre nhưng mà không biết thể hiện ở trên vương miện như thế nào cho nó hợp lý, thì Thu Huyền đã làm được cái điều đó. My cảm thấy là các thí sinh năm nay các bạn rất là sáng tạo, rất là mới. Tất cả các suy nghĩ, tư duy của bạn rất là mới và các bạn cũng rất là tự tin thể hiện cái cá tính của mình qua từng thiết kế. My thực sự rất là ngưỡng mộ tinh thần sáng tạo và học hỏi của các bạn trẻ. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dạ em xin cảm ơn ạ. Thí sinh tiếp theo ạ. Xin chào quý vị ban giám khảo, em tên là Lâm Chí Khanh, em đến từ An Giang. Chiếc vương miện của em mang tên là Vương Sắt. Chiếc vương miện được lấy cảm hứng từ cây tre, lông chim phượng hoàng và cánh chim bồ câu đang vươn lên. Biểu tượng của Miss Grand International đặt ở chính giữa, mang tính chất hội nhập quốc tế. Chiếc vương miện được thừa kế tinh túy của hai vương miện của hai hoa hậu, đó chính là Hoa hậu Thùy Tiên và Hoa hậu Thiên Ân. Bình tĩnh. Khi mà các bạn lên sân khấu thì có lẽ các bạn hơi run và hơi mất tự tin á, nên là các bạn không có chia sẻ được hết những cái ấp ủ của mình đối với thiết kế. Vương miện sẽ được tính kết một cách tỉ mỉ và tinh thần của vương miện này để nói tiếp hai cái vương miện trước là tinh thần là tự tin, mạnh mẽ và vươn lên. Chắc là em đem vương miện cho mọi người đúng cùng rồi, xem cho đi mọi nha. Người xem. Dạ. Trăm nghe không bằng một thấy. Đúng. Dạ vì đây là chỉ là một cái bản mô hình, nó chỉ hoàn thiện được 70-60% cho nên là nó chưa có được hoàn chỉnh. Thật nhiều nhất là cái phần ở phía sau. Em rất là mong muốn và xin ý kiến của nhà tài trợ về cái phần phía sau là có thể là lồng ghép của logo sen vàng vào. Tại vì em muốn là mang đến cái giá trị và những lời tri ân của Tân Hoa Hậu gửi đến công ty sen vàng nắm giữ bản quyền của Miss Grand. Anh Nam nghe vậy sao anh Nam chắc là ừ liền quá rồi đó. Anh Nam phản đối cái chuyện mà đưa logo lên trên đó. Lồng ghép của logo sen vàng vào. Tại vì em muốn là mang đến cái giá trị và những lời tri ân của Tân Hoa Hậu gửi đến công ty sen vàng nắm giữ bản quyền của Miss Grand. Nếu như vậy thì sao em không lồng ghép ở mặt trước luôn? Tại vì em muốn là khi mà ra sân bay, khi mà Hoa Hậu, khi mà họ bước quay ra rồi thì hình như phần trước họ quay lưng lại, họ đi họ đi vô thì họ sẽ thấy được cái logo của sen vàng. Kiểu như là ekip luôn ở đằng sau. Dạ đúng rồi ạ. Celeb và kiểu vậy. Trời ơi hay quá. Tôi nghĩ rằng nhờ cuộc thi này mà chúng ta biết được rằng có rất là nhiều những cái thiết kế vương miện khá là sáng tạo thì các bạn rất là trẻ, và tôi nghĩ là càng trẻ thì các tính chất sáng tạo, chất xám của các bạn được sử dụng nó nhiều hơn, và đó là điều tôi cảm thấy rất là vui. Anh Nam nghe vậy sao anh Nam chắc là ừ liền quá. Anh Nam chắc chắn là hỏi tim rồi đó. Anh Nam phản đối cái chuyện mà đưa logo lên trên đó. Không hẳn khi nào mình cũng đưa logo công ty lên trên đó thì nó cũng hay, mà mình chỉ đưa những cái hình ảnh mang tính biểu tượng thì nó sẽ thanh thoát và nó sẽ đẹp mắt hơn. Bây giờ sẽ vote. 1, 2, 3. Chỉ có em với anh thôi. Xin hỏi những người khó tính như là Hoa hậu Thùy Tiên chúng và thôi, không khó tính và Đỗ Long á, là vì sao lại không chọn một cách vô lý như vậy ạ? Trời ơi, vô lý trời anh. Tại sao gọi là vô lý? Anh lo anh đây, nói chuyện đi. Đi bản thân anh nha, anh thấy cái phần này, cái bố cục của em á, tức là cái phần em phối đá với lại cái phần vàng á, nó hơi bị rời rạc và nó không có một cái sự nhịp nhàng. Nó bị tách ra, nó chưa có một cái sự hài hòa trong cái mẫu thiết kế của em. Và cái màu xanh của em quá nhiều. Em cảm thấy là do là bạn làm cái hình tượng cây tre á, cho nên là nó đang có bị quá nhiều lỗ hổng, cho nên khi nhìn từ xa, đây là mình đang nhìn gần nha mọi người, khi mà mình nhìn cái bản mô hình từ xa mình chỉ thấy cái đường nét màu vàng thôi chứ mình không nhìn rõ được. Thì đó mình cũng nghĩ tới cái chuyện là nếu mà cây tre mà nó được tô lại màu vàng thì sao, thì Tiên lại thấy là nó như vậy thì nhìn sẽ không ra được cây tre. Nên là đó là lý do tại sao Tiên không chọn, tại vì nó bị nó giống như là một cái hàng rào vậy đó. Vương miện ít ai nhìn gần lắm, đa phần người ta nhìn từ xa không à. Nhìn từ xa nó sẽ bị quá nhiều lỗ hổng, đó là lý do tại sao mà Tiên không chọn. Anh Nam không có dựa vào cái bản demo này đâu nha. Vì cái bản demo anh Nam đã hình dung ra trên cái bản vẽ của em, và cái demo này nó không thể hiện hết cái idea của em. Anh nghĩ rằng là một trong những thí sinh mà đã thể hiện cái chủ đề tre Việt Nam tốt nhất là Lâm Chí Khanh đó. Vì đó là cái tre em đã dùng thành một cái lưới và một cái khung form của vương miện luôn, và rất là vững chắc. Vì sao mà các giám khảo khác không được thiện cảm khi mà em đính các cái hạt lên đây? Anh ơi, không được thiện cảm nghe ghê quá vậy trời. Thiện cảm như thế.
trời ơi. Ta chỉ nêu chính kiến của mình thôi. Vì sao bạn cũng chưa thể hiện hết. Ở đây cũng phải là Ngọc nữa. Mà ở đây là những cái miếng chưa hết cái ý đồ, cho nên nó làm mất đi cái idea của em. Có những cái demo thì sẽ góp phần bổ trợ, nhưng mà cái demo này á, là không bằng so với cái idea và bản vẽ của em. Cho nên anh Nam nghĩ là cái bản này, cái lợi thế của nó là cái gì? Đính kết giữa ngọc và vàng, ngọc emerald đó, để tạo thành những cái lá ngọc là anh thấy rất là đắt giá và đẹp luôn. Nó sẽ rất là vững chãi, vì trên thế giới mình cũng có thể nhớ lại có một số cái mẫu vương miện á, nó rất là mạnh mẽ luôn. Nó là những cái họa tiết, những cái đường thẳng đứng lặp lại và không có quá nhiều những cái sự chuyển biến, nhưng nó tạo nên một cái cấu trúc đẹp giống y như là một cái khối tinh thể châu ngọc vân vân đó. Và cái khối ở giữa của em thì anh Nam nghĩ là nó cũng là một cái sự đặc sắc, nhưng ở đây là về cái kích thước hay là độ cao thấp hoặc là độ dày mỏng thưa giữa các cái khoảng trống này thì mình sẽ phải tính toán cùng bàn bạc lại với nhau rất là kỹ để mà có cái sự điều chỉnh. Anh chúc mừng cho Lâm Chí Khanh. Anh nghĩ là cái sự khó tính của giám khảo Đỗ Long hay Hoa Hậu Thùy Tiên là do bản này thôi, chứ không phải do họ khó tính đâu. Đúng rồi, cái bản này nó không bằng cái hình ở phía trên. Về tổng thể thì em thấy là nó vẫn thể hiện được cái sự quyền lực và mạnh mẽ của một người phụ nữ, một người hoa hậu. Em thấy là nó cái tỷ lệ nó rất là đẹp, độ lên rất là đẹp luôn. Mọi người thấy quyền lực không? Đẹp. Thùy Tiên lại đăng quang thêm một lần nữa. Không, nhưng mà đúng, nó bị to quá. Với lại em thấy là cái tre nó bị lỗ hổng. Đâu, quay Thùy Tiên. Nó nhiều, cái demo quá. Này đang to quá, đang to nhiều, và nó bị nhiều lỗ hổng. Anh ơi, hư tóc em anh ơi, tóc em sáng dậy sớm lắm anh. Rồi ơi. Sao makeup vào, makeup vào giùm em đi, tại vì tóc em nó đang hơi bị trời, makeup giùm em luôn không ạ. Vậy thôi thì em có thể đội luôn. Chứ là em không để đội luôn hết buổi ta. Đúng rồi, vậy đi. Theo chị thấy là cái này chỉ cần là những cái lỗ hổng nó nhỏ lại và mình đính đá cho nó to hơn. Đúng. Nhưng mà cái lỗ hổng mà nó nhỏ lại thì nó đâu có giống cây tre nữa. Nó vẫn thẳng mà, cây tre vẫn thẳng mà. Cái này là để cho bạn thiết kế, bạn Lâm Chí Khanh cùng với là những người nghệ nhân sẽ tiếp tục bàn thảo. Xin chúc mừng bạn Khanh nha. Chứ giờ mình đã không chọn người ta rồi. Chúc mừng em. Chúc mừng thôi, em chỉ chúc mừng thôi mà, em đã nói gì đâu. Em chỉ chúc mừng thôi, chúc mừng bạn. Rồi, anh ơi nhớ trả vương miện cho người ta. Đây nè Lâm Chí Khanh ơi. Nói về cái đề tài cây tre này là em với anh Nam có kinh nghiệm nè. Đúng vậy rồi. Với anh Nam là rất vất vả để thiết kế một vương miện mà theo cái chủ đề là về cây tre. Và cuối cùng hai anh em bỏ cuộc. Cho nên là thấy em đưa ra cái thiết kế này là quá ok. Chị đồng ý với anh Nam là đẹp nhất từ nãy tới giờ mà liên quan tới không, cây tre. Không, nhưng mà mọi người quay đi nhìn thấy cái bàn tay của Lâm Chí Khanh là đang bết sơn lên các ngón tay nè. Đó, thấy người ta làm cả đêm móng tay đồ đầy sơn mà Thùy Tiên mới đổ lòng không chọn. Vậy là giờ bây giờ em với Thùy Tiên giờ đang đóng giả ác kìa. Đúng rồi, giống như Thùy Tiên đóng giả ác vậy trời. Nhiều mẫu thiết kế vương miện độc đáo trong tập 2 đã ghi tên mình vào vòng sau của phần thi thiết kế vương miện, giúp các thí sinh chạm đến gần hơn giấc mơ đưa thiết kế vương miện của mình đến đấu trường nhan sắc Miss Grand Việt Nam năm nay. Trong tập 3 sắp tới, chuyện gì sẽ xảy ra? Đón xem tập 3 phần thi thiết kế vương miện Miss Grand Việt Nam 2023 được phát sóng vào lúc 20:30 tối thứ Sáu ngày 7/7/2023 trên YouTube, Facebook Miss Grand Việt Nam và YouTube Sen Vàng TV.